Xin chào anh em, trên tay của mình hiện tại là chiếc Galaxy S9 Plus, một siêu sản phẩm mới nhất đến từ Samsung. Và trên tay của mình là phiên bản tím lilac, hay còn gọi là màu tím tử đinh hương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập hợp em nó để xem cảm giác so sánh nhanh khi mà so sánh thiết kế giữa S9 Plus và Galaxy S9 cùng với Galaxy Note 8 như thế nào nhé. Và ở bên trong hộp chiếc S9 Plus tím lilac phiên bản thương mại này sẽ gần giống như ở bên trong hộp của chiếc S9, là chúng ta có đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng. Ở trong này còn được tặng kèm thêm một gấp lưng và que chụp SIM. Lát nữa mình sẽ cho anh em coi chi tiết sau. Còn ở bên dưới sẽ là chiếc S9 Plus tím lilac của chúng ta. Mình sẽ tạm để em nó sang một bên. Tiếp tục đào sâu thêm thì chúng ta sẽ thấy củ sạc và USB connector nằm ở bên ngoài. Bên trong thì sẽ có dây cáp, tai nghe AKG, mấy miếng đệm tai nghe tặng kèm, cũng như là các phụ kiện linh tinh khác. Tất cả các phụ kiện này thì y hệt như trong hộp của chiếc S9 mình đã mở hộp hôm trước. Link mình sẽ để bên dưới để anh em tham khảo. Và ngay bây giờ mình sẽ trên tay nhanh và mở mấy cái miếng siêu của em S9 Plus này nhé. Đầu tiên thì vẫn là lớp siêu có logo Samsung bay màu đen như thế này. Tiếp theo là các lớp siêu đằng sau và bên cạnh. Vâng, xin giới thiệu với các bạn Galaxy S9 Plus tím lilac phiên bản thương mại chính thức tại thị trường Việt Nam. Cảm giác đầu tiên của mình khi mà được cầm em nó đó chính là nó sẽ dài hơn Galaxy S9 một chút. Để bên cạnh thì sẽ thấy rất rõ ràng. Còn cụm camera kép thì cũng khá là nổi bật. Về màu sắc thiết kế thì giống như S9, khi mà màu tím lilac đã tràn ra cả hai cạnh viền và bốn góc, phủ lên cả cụm camera và vân tay, tạo thành một khối màu thống nhất và đồng bộ, giúp cho máy trở nên sang chảnh và tinh tế hơn bao giờ hết. Ở hai cạnh bên thì chúng ta vẫn sẽ có cụm phím nguồn nè, bên cạnh là phím tăng giảm âm lượng và phím Bixby, ở trên là cụm khe SIM và thẻ nhớ mở rộng. Ở bên dưới, may quá, chúng ta vẫn còn cái jack cắm tai nghe, cắm sạc USB Type-C và loa ngoài. Lưu ý là thiết kế loa ngoài của Galaxy S9 và S9 Plus năm nay đã khác hơn một chút so với Note 8 và S8. Thế nhưng mình thì cảm thấy nó rất là đẹp, và không biết là thiết kế này có phải là để cải thiện chất lượng âm thanh trên S9 và S9 Plus hay không. Nhưng với việc trang bị hai loa ngoài ở dưới và ở ngay phần loa thoại như thế này thì âm thanh trên S9 và S9 Plus chắc cóp là ngon hơn rồi đó. Và trước khi đem em S9 Plus này đổi dáng với S9 và Note 8 thì mình sẽ phục vụ theo yêu cầu của các bạn, đó là trải nghiệm ngay cái ốp lưng được tặng kèm trên S9 Plus. Đây, nó đây. Đây là một cái ốp lưng dẻo cho nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm vì nó tháo lắp ra cực kỳ dễ dàng mà không bị chảy xước cái viền của chúng ta. Trên và mặt dưới có hơi bo vào một phần màn hình một chút, tạo cho cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn và khó bị tuột ra. Cầm trên tay thì vẫn có độ bám rất tốt và tránh trơn trượt. Về độ bám bẩn hay là dễ chảy xước thì mình cũng chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng thà là xước ốp lưng còn hơn là xước máy, đúng không anh em? Và bây giờ thì mình sẽ nói nhanh qua về cảm giác khi mà cầm hai chiếc điện thoại này trên tay. Đây, chúng ta sẽ có chiếc Galaxy S9 phiên bản nhỏ, nó sẽ dễ cầm hơn và cũng như là dễ bỏ túi hơn, rất là thích hợp cho những anh em nào mà thích xài điện thoại nhỏ gọn. Còn chúng với chiếc Galaxy S9 Plus thì ưu điểm của chiếc điện thoại này đó chính là chúng ta sẽ có hai camera cũng như là RAM 6GB và màn hình to hơn. Đi kèm đó là một quả pin cũng to hơn chiếc Galaxy S9. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đánh đổi lại một chút, đó chính là máy sẽ to và cồng kềnh hơn khi mà bạn cầm trên tay hoặc là khi bỏ vào túi. Nhưng mà chúng ta đổi lại được đó chính là một màn hình to, giúp cho khi mà chúng ta chơi game, xem phim hoặc là lướt web, lướt Facebook gì đó, nó sẽ tiện lợi hơn và nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với chiếc Galaxy S9. Đó là cảm giác cá nhân của mình. Tiếp theo là đến Galaxy Note 8, một phiên bản mà nó to gần bằng với chiếc Galaxy S9 Plus của chúng ta. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là khi mà cầm chiếc S9 Plus thì nó sẽ cảm thấy nó nhỏ gọn hơn so với chiếc Galaxy Note 8. Có lẽ là vì chiếc Note 8 này còn chứa thêm một cái S Pen bên trong nữa, cho nên hai cạnh bên nó sẽ hơi bè ra một chút so với chiếc S9 Plus. Nhưng mà nhìn chung thì cái này thì tùy vào cảm giác cầm nắm của mỗi người. Chắc chắn sẽ có những bạn thích cái kiểu là vuông vức như là Galaxy Note 8, và sẽ có những anh em sẽ thích cái kiểu mà nó hơi mềm mại hơn trên Galaxy S9 Plus. Và về phần màn hình thì anh em có thể dễ dàng nhận ra khi mà cái viền màn hình trên dưới của Galaxy S9 nó mỏng hơn một chút
so với Note 8. Điều này tuy là Samsung không công bố tại buổi ra mắt, nhưng mà khi anh em đặt hai thiết bị này kế nhau thì sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Và một điểm mà khá khác biệt trên S9 Plus và Galaxy Note 8 đó chính là cụm camera kép của S9 Plus đã được chuyển xuống nằm dọc. Mình thì không có ý kiến gì khi mà Samsung đã quyết định chuyển camera này xuống nằm dọc, nhưng mà có một chút về cái cảm biến vân tay thì mình thấy là nó sẽ dễ dàng thao tác hơn là so với Galaxy Note 8. Tuy nhiên thì đối với những anh em nào mà tay dài thì sẽ không thấy rõ được sự khác biệt. À, và bổ sung thêm cho anh em một chút thông tin, đó chính là Galaxy S9 và S9 Plus sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 với các phiên bản cùng giá bán lẻ đề nghị lần lượt như sau. Với phiên bản Galaxy S9 64GB thì sẽ có giá là 19.990.000 đồng. Còn với phiên bản Galaxy S9 Plus 64GB sẽ có giá là 23.490.000 đồng, cùng với hai màu đen huyền bí và tím lilac. Và đặc biệt chúng ta sẽ có thêm một phiên bản Galaxy S9 Plus 128GB với giá là 24.990.000 đồng, và chỉ có một màu đen huyền bí mà thôi, nên anh em muốn sở hữu phiên bản nào thì hãy nhanh tay chuẩn bị lúa gạo đi nhé. Và mình đã hoàn thành xong video trên tay và trải nghiệm nhanh cảm giác cầm nắm Galaxy S9 Plus so với S9 và Note 8. Anh em còn muốn mình làm những video so sánh gì về các sản phẩm này, hãy comment ngay phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một đống clip kỳ sau.